Ngày 10 tháng 6, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố 19 bị can, có một bị can được tại ngoại để điều tra hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo Công an thành phố Biên Hòa, có 5 bác sĩ từng làm việc tại các phòng khám đa khoa, còn lại là các dược sĩ, nhân viên y tế và người chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ tại các phòng khám đa khoa. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa tổ chức khám xét khoảng 10 phòng khám y tế trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Tại phường Long Bình Tân, lực lượng công an có mặt tại phòng khám đa khoa Tân Long và phòng khám đa khoa Long Bình Tân để kiểm tra tài liệu, thu giữ nhiều hồ sơ có liên quan. Công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành triệu tập hơn 30 người liên quan đến việc làm các giấy tờ giả để xác minh làm rõ. Bước đầu xác định, ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty. Các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế. Ngày 10 tháng 6, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp về tội cướp tài sản. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 6, chị L, sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp, lái xe máy đi theo dọc bờ kênh Tham Lương Bến Cát, phường 14, quận Gò Vấp, bất ngờ một người đàn ông từ gốc cây ven đường nhảy ra, xô chị ngã rồi cướp xe máy tẩu thoát. Nạn nhân sau đó tới công an trình báo và cho biết tài sản bị mất gồm xe máy, điện thoại di động và 2 triệu đồng. Bằng nghiệp vụ, trưa ngày 2 tháng 6, công an phát hiện Huy ở giao lộ đường Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Dung nên bắt giữ. Ngày 10 tháng 6, Bí thư huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Tân Biên xảy ra một vụ giết người khiến một người tử vong. Vụ án xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 trên địa bàn xã Tân Bình. Nạn nhân là L, sinh năm 1993, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, bị đâm vào động mạch chủ, không cầm được máu dẫn đến tử vong. Đối tượng nghi ngờ gây ra vụ án là Võ Huỳnh M. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, hai bên xô xát dẫn đến xảy ra án mạng. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6, Công an xã Hương Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo có hai vợ chồng tử vong tại nhà ở ấp Lộc Thuận, xã Hương Thuận. Người chồng sinh năm 1990 chết trong tư thế treo cổ. Người vợ sinh năm 1987 chết trên giường. Hai nạn nhân kết hôn từ năm 2009, có một con chung sinh năm 2010. Đến khoảng tháng 8 năm 2022, hai người ly hôn. Sau đó khoảng giữa năm 2023, hai người quay lại sống chung. Công an huyện Đức Hòa, Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai nghi can Nguyễn Chí Tâm, 21 tuổi, ở ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp và Võ Hoài Em, 21 tuổi, ở ấp Bào Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về các hành vi cướp tài sản, hiếp dâm. Trước đó vào ngày 31 tháng 5, tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Tâm và Em đã cướp tài sản của một cô gái 21 tuổi, gồm hai nhẫn vàng, một cặp bông tai bằng vàng và một chiếc lắc đeo tai bằng vàng. Sau đó, hai đối tượng còn dùng vũ lực khống chế hiếp dâm cô gái rồi bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Tâm và Em đã thừa nhận hành vi cướp tài sản hiếp dâm. Ngày 10 tháng 6, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hiệp Phát, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi bị ngộ độc Tiramycin sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 6, em T, Đồng Nai mang nấm mọc từ xác ve sầu phía sau rẫy vào chế biến thành thức ăn, rồi cùng ăn với mẹ. Khoảng một tiếng sau, người nhà phát hiện cả hai mẹ con bị đau bụng quặn từng cơn, chóng mặt nôn ói ra thức ăn cũ, nên được đưa đến bệnh viện địa phương. Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, T được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng còn hôn mê, rối loạn nhịp tim nặng và tổn thương gan thận. Qua thăm khám và điều trị tích cực, hiện bé T cải thiện dần, đang thở oxy, truyền dịch và được bác sĩ theo dõi sát sao. Sáng ngày 10 tháng 6, lãnh đạo đồn biên phòng Cửa Sót thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết cán bộ chiến sĩ của đồn vừa phối hợp với nhân dân địa phương
kịp thời cứu nạn thành công ông Đức, sinh năm 1975 và con trai tên Quân, sinh năm 2004, đều trú ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, tại vùng biển Lạch Động Kèn, cách bờ khoảng 1 hải lý, khu vực giáp tranh giữa huyện Lộc Hà và huyện Nghi Xuân, thuyền đánh cá của hai cha con ông Đức khi đang đánh bắt hải sản thì chết máy, bị sóng đánh chìm, trôi dạt trên biển. Đến 16 giờ ngày 9 tháng 6, lực lượng cứu nạn đã đưa được hai cha con gặp nạn vào bờ an toàn. Hiện tại, sức khỏe của hai người đã bình phục.